Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo sẽ thưởng đến 1 triệu bạt, tương đương với 29.300 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử, trong đó có cả việc mua phiếu bầu. Thông báo được đưa ra trong buổi ra mắt một dịch vụ trực tuyến thông qua ứng dụng di động là TaSubros. Theo đó, thì người dân có thể ẩn danh cung cấp chi tiết về các cáo buộc gian lận, mua hoặc là tặng quà để được lấy phiếu bầu. Bên cạnh đó là số điện thoại đường dây nóng 1444 và tổng đài để người dân gửi khiếu nại. Ủy ban bầu cử Thái Lan cam kết sẽ trao phần thưởng bằng tiền mặt cho những người đưa tin từ mức 100.000 baht tương đương với 2.900 đô la Mỹ cho tới 1 triệu baht tương đương với 29.000 đô la Mỹ dựa trên tầm quan trọng của bằng chứng trong việc kết tội. Tổng tuyển cử Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới. Hiện phiếu bầu và các thiết bị phục vụ bầu cử đã được gửi tới 66 quốc gia để người dân nước này sống ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu sớm.